Dụng flycam là một trường hợp tất cả chúng ta đều không mong muốn. Nhưng mà nếu trong trường hợp anh em lỡ rơi vào trường hợp này thì hãy bình tĩnh trước tiên và xem cái video này của mình. Còn không thì xem cho vui cũng được nhé. Và với video này thì mình sẽ sử dụng chiếc Mi 3 Pro, một chiếc flycam khá là nhỏ gọn và được tài trợ bởi Tyoko Camera. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, các cụ cũng đã dạy như thế rồi. Vậy chúng ta cần làm gì trước khi bay để tránh trường hợp rơi flycam? Hay mình có thể gọi ngắn gọn lại là các biện pháp an toàn bay. Đầu tiên là chúng ta sẽ check những phần bên ngoài của chiếc flycam trước, như cảm biến, gimbal, cánh quạt, xem có bị hư hại gì không. Và nếu có thì anh em hãy sửa chữa điều đó trước khi bay nhé. Và tiếp theo là anh em hãy đánh giá môi trường bay xung quanh, xem có những vật cản nào đặc biệt không, hay là vật cản nó bị to quá không. Và cái độ cao an toàn để flycam bay là bao nhiêu? Có nghĩa là cái độ cao đấy khi mà flycam sẽ vượt qua tất cả mọi vật cản và sẽ không vật cản nào trong tầm bay của flycam cả. Thì điều đó sẽ giúp anh em có thể thoải mái hơn, cũng như là tính được cái đường bay, quá trình bay một cách dễ dàng hơn. Và tiếp theo, anh em không nên cố tình bay vào các địa điểm nguy hiểm hoặc là bay vào những cái vùng cấm bay. Điều này sẽ có thể gây nguy hiểm cho flycam của anh em, hoặc là anh em cố tình bay vào các vùng cấm bay thì có thể sẽ bị bắn hạ đó. Và khi cất cánh, anh em hãy nhớ để đợi flycam chúng ta nhận đủ GPS cũng như là update điểm home point và rồi mới bay nhé. Và bây giờ đến phần hồi hộp nhất, khi mà nhiều triệu đồng của anh em đang bay trên bầu trời đột nhiên mắc hoặc là rơi bụp. Vậy chúng ta cần phải làm gì? Và nếu anh em đã làm kỹ các bước trên của giống mình rồi ấy, thì cái điều mà tìm lại chiếc flycam chúng ta nó dễ dàng hơn nhiều. Đầu tiên, điều chúng ta cần để ý đó chính là hình ảnh cuối cùng của chiếc flycam. Khi mà chiếc flycam chúng ta bị mắc hay là bị rơi thì nó sẽ còn lại hình ảnh cuối cùng, và chúng ta sẽ dùng cái hình ảnh cuối cùng này để xác định được không gian xung quanh của chiếc flycam, cũng như sẽ là một dữ liệu quan trọng để chúng ta xác định là xem bên cạnh đấy có những địa điểm nào đặc biệt này, hoặc là những cái vật thể đặc biệt để chúng ta có thể dễ dàng xác định hơn. Như là cái flycam chúng ta đang mắc trên cây hay là đã rơi xuống đất, hoặc là có một cái lá, cái cây hoặc là một cái gì đấy nó đặc biệt để chúng ta có thể dễ dàng tìm được chiếc flycam chúng ta hơn. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn vào phần bản đồ ở phía góc cuối bên trái của chiếc điều khiển chúng ta. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được vị trí cuối cùng của chiếc flycam, cũng như là vị trí của chúng ta với chiếc điều khiển. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một giao diện khá là giống Google Maps, và anh em chỉ cần xoay cái hướng của điều khiển và phần mũi tên thể hiện vị trí chúng ta sẽ xoay theo. Và khi nào chúng ta xoay đến đúng cái hướng flycam thì đó là cái hướng đi của chúng ta đến flycam. Và một phần bản đồ này cũng giúp chúng ta sẽ nhìn thấy các cái đường đi làm nào để có thể tìm được chiếc flycam của chúng ta. Trường hợp đầu tiên là chiếc flycam bị mắc kẹt ở vị trí khá gần chúng ta, thì có một chức năng khá là hay là chức năng flycam sẽ kêu cứu. Kêu cứu đây là nó sẽ phát hiện ra những tiếng bíp 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 để chúng ta có thể dễ dàng xác định vị trí nó hơn. Và trong trường hợp vị trí flycam cách xa chúng ta thì flycam sẽ không hoạt động được quá lâu đâu, và nó sẽ bị tắt đi vì tình trạng quá nhiệt. Nhưng mà anh em đừng lo, cái vị trí GPS vẫn sẽ hiện ở trên bản đồ để chúng ta có thể đi tìm được cái vị trí flycam chúng ta nhé. Và sau khi chúng ta đã xác định được hướng này cũng như là vị trí mô phỏng của chiếc flycam thì chúng ta sẽ tìm cái đường mà nó có thể đi lên vị trí đó được. Và tiếp theo là anh em trong quá trình đi tìm flycam tốt nhất là không nên đi một mình. Chúng ta nên đi với những người bạn hoặc là những người thông thạo địa hình như những người dân bản địa nhé. Và trong những trường hợp mà những cái địa hình nó quá đặc thù hoặc địa hình quá nguy hiểm thì mình khuyên anh em nên từ bỏ. Tại vì là những điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng cũng như là sức khỏe của anh em chúng ta trong quá trình tìm flycam. Và không ai mong muốn rơi vào trường hợp này cả. Nhưng mà nếu anh em rơi vào trường hợp này, tôi mong anh em thật là bình tĩnh để có thể tìm được chiếc flycam yêu quý của chúng ta. Và nếu trường hợp mà địa hình nó trắc trở quá ấy, thì anh em có thể đến ngay với Tyoko Camera và sắm cho mình một đam mê mới. Và nếu thấy video của chúng mình hay, hãy cho chúng mình một like, một share, một subscribe để đón chờ những sản phẩm mới đến từ team của chúng mình nhé.